cái bài khởi động của Steve Vai. Thì hãy đánh nó sẽ kết hợp bốn cái ngón tay trái của bạn theo thứ tự là 1, 2, 3, 4. Sau đó tức là 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Và nó cứ lặp lại thôi, thì đảo ngón liên tục. Thì đầu tiên cái trên dây số 6 á, các bạn sẽ ví dụ mình đánh ngay ngăn 5 ha. Thì là 1, 5, 6, 7, 8 là 1, 2, 3, 4 ha. Xuống dây dưới thì chúng ta là 2, 3, 4, 1. Sau đó là 3, 4, 1, 2. Và tiếp theo là 4, 1, 2, 3. Rồi bắt đầu lại xuống dưới là 1, 2, 4 lại. 2, 3, 4, 1. Chúng ta mới đẩy lên một ngang thì chúng ta mới 3, 4, 1, 2. Sau đó đánh lên dây số 2 là 4, 1, 2, 3. Sau đó 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. 4, 1, 2, 3. Giờ chúng ta nâng lên nữa cùng chúng ta đánh lại từ đầu ha.